Đây là giờ đầu giờ chiều anh em mình xuống câu. Đây, chúng là mình cái điểm có hai cái sạp ở đây. Quá trời gió luôn anh em, chiều không biết sao như là gió rất nhiều mà cá phá rất là mạnh luôn. Mình mới xuống câu mấy phát nên con tầm 3 lạng anh em, con nhỏ nhỏ. Thì hôm nay đi câu thì đem đồ tùm lum hết, có đem theo hai cân máy anh em. Cái cân máy mình đang câu hạt bắp anh em. Câu bằng hạt bắp này này. Về cắm chim cắm tanh. Mình sẽ câu bằng găng tay. Thì trời gió quá mình không có quay được anh em. Lên cá mình sẽ quay cho anh em xem cá thôi nha. Đây, mới lên được con 3 lạng. Đây, mình sẽ câu thôi, có cá mình sẽ quay cho anh em xem. Ngồi ở đây chỗ này không có canh phao rồi bắt máy quay để bô cá rồi anh em xem được. Chỉ quay cá anh em xem thôi. Hy vọng là mình câu hạt bắp thì sẽ dính ngay cái chấm cái chép to to nha anh em. Các con ăn khá là mạnh nè, khi mà trời gió nè, nên là quăng xuống là có tín hiệu phao liền luôn, đang trên mặt ăn xuống luôn nè. Mình căng chì rất là nặng, mình căng là không chừa nấc nào luôn, nhưng mà nó vẫn lửng lửng nè. Còn mà căng 5, căng 7 là chưa kịp xuống hết phao là đầu cái phao đứng luôn thổi lên tới bầu rồi nè. Chỉ canh chì nặng xong là để nó lúc thôi, rất là nhanh, xuống dưới nó phá rất là mạnh luôn. Giờ đợi lên cá cho anh em xem nha. Còn kiểu mà đợi nhịp quay ra thẳng cái lúc mà giật có bo cho anh em xem thì không có đâu, hiếm lắm mới quay được cái cảnh đó. Tại vì đang liên tục mà giật thì có khi 10 phát dính được 1 phát, phá liên tục. Nãy giờ mình giật được mấy phát nè, quăng xuống là giật chín, quăng xuống là giật chín. Sai cái này không anh em, quăng xuống là nó ăn trên mặt mà giật là lụm luôn, kiểu giống như câu mồi vuốt vậy nè. Cái này gió to lắm không còn vuốt được. Mình tính là không có quay nên mình không có đem chân máy theo, mình sẽ dựng chỗ này để mình quay một cảnh quanh mồi luôn. Gió nó thổi vậy nè, đang đốt ở trên mà nó trồi dưới. Nhưng mà cái con thì quăng chỗ nào cũng đang. Gió nó thổi nó trồi chút cái tầm nè. Thâu sức nó lỏng rồi, sức nổ rồi. Sốc thì sốc mình làm lại nha. Cá này mà trời không có gió câu lưỡi 0.5 là ngon. Mô chín. Chìm qua được cái lớp nó là nó cũng im lại à. Lúc mà đang chìm thì nó ăn trên mặt luôn, nó qua được cái lớp mặt là ăn chậm lại, phá chậm lại. Mình vẫn cảm mình chạy sống mình vẫn cảm thấy có tâm cá nó sụp lùng sụp ở dưới, cái tâm quá trời. Giờ
Giờ này thì gió vẫn rất là to anh em, 4 giờ mấy rồi. Đấy. Thì cá như này thì nãy giờ mình lên đều 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 nè, cái bụng no nóc rồi. Nãy giờ mình vẫn lên đều đều cá như này. Nói chung thì mùa này kiếm cá to hơi khó nên là cá nhỏ nhỏ như này đem về chiên giòn gói rau ăn luôn anh em, rất là ngon nha. Cá tự nhiên mà nên là nhỏ nhỏ chứ ăn rất là ngon, nó không như cá ao đồ ăn nó bị hôi rong rồi đâu. Như này thì mình sẽ bắt mình về chiên giòn luôn. Nãy giờ thì cái này mình giật hơi bị nhiều á, nhưng mà mình không có quay. Như này thì lên cá này ăn miệng xịn sò. Chiều một tí mình sẽ báo cá anh em xem, nói chung là không có sai to. Như này vẫn ăn rất là mạnh anh em, mà gió quá trời gió anh em ơi, ngồi rất là lạnh luôn. Bên kia nó còn nắng, còn bên đây thì nó bị cái khuất cái đầu ở đằng sau á, nên là nó mắc rưỡi vậy. Đẹp rồi. Nói chung thì câu cá như này anh em rất là hao mồi, nhưng mà được con cái là anh em không cần phải câu mồi xịn, bất cứ mồi gì nó cũng ăn. Đấy. Mình có cắm gà cắm gì lung tung hết nè, mình chọn lung tung đang hết nó ăn anh em. Nói chung là nó rất là hao mồi nha, nhưng mà có miễn sao nó cắm xuống là nó ăn à, tanh ngọt thơm chua gì cũng ăn hết. Ăn xuống cái là bắt đầu dịnh cái cần để chuẩn bị giật ra nè, vì cứ quăng ngồi xuống là bắt đầu chuẩn bị giật. Giống như ngồi dịnh bắt nhịp nữa. Cho quậy đi, tí nữa mình báo cho anh em xem nè. Quá là lạnh anh em ơi. Thì thông thường thì 4 giờ rồi trở đi á là nó sẽ im gió, mà hôm nay là 5 giờ rưỡi rồi mà vẫn còn gió thổi rất là lạnh luôn. Nói chung là vẫn câu được, gió này vẫn câu được nhưng mà thổi rất là lạnh. Thì với lại giờ này thì cá nó chuyển sang là nó phá mồi hơn là nó ăn. Nó không có ăn mà nó chỉ phá thôi. Có lẽ là mình sẽ cung đồ về anh em ơi. Hai cần máy thì nó có tín hiệu cá con nó phá từ từ nhưng mà chả thấy lôi gì hết. Chẳng có tín hiệu cá gì to gì nó ăn hết. Có khoảng bắp vô thì nằm im vậy rồi. Cá con thì nó bu nha, nó ăn cám giật gì từ từ. Sẽ lên cá đi, cá lên vậy. Mình cá lên đi về. Ui trời, nó nhỏ không một lần luôn. Đây. Khoảng 2 kg vậy nè. Từng con to to thôi. Còn lại là mini không. Từng con to nữa thấy không. Như đây là vệ chiên ăn là hết buổi chiều rồi. Chuyển sang nó phá rồi, nó không ăn nữa. Với lại gió lạnh quá, mình sẽ về luôn. Ok. Còn dư mồi nữa này, một cục mồi cho bá luôn nè. Cá ăn nhiều quá nên mình trộn chị heo cho nó phá mà nó cuối cùng là không hết. Ok, cảm ơn anh em xem video này của mình nha. Thì đăng ký kênh, like, ủng hộ mình ra những video mới nha nè. Nói chung là mình quay nó không có chuyên nghiệp, không có được hay. Đây một mình nó khó quay lắm, vừa câu vừa bấm máy này kia cái, nên là không có quay được mấy cảnh hay đẹp. Với lại cá con đồ nó không có tín hiệu sâu. Cái tín hiệu sâu thì mình mở máy sẵn, mình canh cái lúc mà cá nó ăn thì mình có thể giật được. Còn này nó phá liên tục rồi, không có canh được. Rồi, cảm ơn anh em rất nhiều nha, hẹn anh em ở những video tiếp theo.